Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, Hội nông dân tỉnh Lai Châu vừa tổ chức hội nghị thành lập câu lạc bộ nông dân khởi nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực Lai Châu. Đến dự có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lò Văn Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Câu lạc bộ nông dân khởi nghiệp phát triển sản phẩm chủ lực Lai Châu gồm 18 thành viên là những cá nhân, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, chủ thể có các sản phẩm ô cốp. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ gồm 5 đồng chí. Câu lạc bộ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, phát triển thành viên và phối hợp giữa các thành viên theo quy chế hoạt động và pháp luật. Câu lạc bộ sinh hoạt 3 tháng một lần, nội dung sinh hoạt của câu lạc bộ chủ yếu cung cấp thông tin về tình hình sản xuất, giá vật tư đầu vào, thị trường, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp tháo gỡ khó khăn, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đóng góp ý kiến đối với các chủ trương chính sách về nông nghiệp, nông thôn, xây dựng hội nông dân vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động ứng phó kịp thời khi mà thiên tai xảy ra ngay từ đầu mùa mưa, huyện Đầm Nhùn khẩn trương rà soát xác định các địa bàn trọng yếu có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, xây dựng phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu nhằm cung ứng kịp thời cho các khu vực có khả năng bị chia cắt, cô lập. Nhờ vậy, đến thời điểm này, đang trong cao điểm mùa mưa lũ, tình trạng hàng hóa giá cả trên địa bàn toàn huyện đang được duy trì ổn định. Xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn có nhiều bản cách xa trung tâm, đi lại khó khăn, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Để đảm bảo hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân khi mưa lũ, sạt lở, ách tắc xảy ra, ngay từ đầu mùa mưa, Ủy ban Nhân dân xã tuyên truyền nhân dân chủ động ứng phó với thiên tai, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện kiểm tra hàng hóa, giá cả thị trường trên địa bàn. Đối với địa bàn xã Nậm Hàng thì có rất bản xa, việc đi lại rất khó khăn. Để thực hiện bình ổn giá trong mùa mưa lũ thì cấp ủy chính quyền cũng đã tuyên truyền vận động các tiểu thương đảm bảo các nhu yếu phẩm để cung cấp trong thời mùa lũ, đặc biệt nhất là quán triệt là không để tăng giá và ép giá trong thời gian vừa qua. Ngay từ đầu mùa mưa, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền nhân dân dự trữ lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết để sử dụng và dự phòng trong mùa mưa lũ. Tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình thiên tai mưa lũ để đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý nhằm trục lợi, gây bất ổn thị trường. Các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa thiết yếu có phương án dự trữ hàng hóa đảm bảo nguồn cung ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Gia đình tôi đã cam kết về chất lượng sản phẩm và hàng hóa có tem nhãn đầy đủ, hạn sử dụng đầy đủ và không tăng giá so với thị trường. Để chủ động trong công tác dự trữ hàng hóa, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Nhùn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho người dân về việc chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, xây dựng phương án kế hoạch dự trữ hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu. Với phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả, Ủy ban Nhân dân huyện đã giao cho Phòng Kinh tế Hạ tầng xây dựng và lên kế hoạch chi tiết cụ thể các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhiên liệu và vật liệu xây dựng phục vụ đời sống sinh hoạt và khôi phục sản xuất nếu như xảy ra bão lũ. Đây là một trong những việc thường xuyên, không chỉ thị là khi thiên tai xảy ra. Thì ngay trong các đầu năm thì huyện đã triển khai tổng kết đánh giá trong ban chỉ đạo 389 và xác định là gì, là nhu yếu phẩm là cái mặt hàng thiết yếu chung trong của đối với huyện Đầm Nhùn. Huyện Đầm Nhùn có một cái đặc thù là nơi mà cái điều kiện khó khăn, giao thương cũng ít hơn rất nhiều. Nên hàng hóa thì huyện cũng thường xuyên quan tâm chú trọng kiểm tra để làm sao mà chất lượng hóa đến người tiêu dùng được tốt nhất. Đối với hàng hóa mà để đảm bảo bình ổn giá thì huyện cũng xác định là rồi là phương án chủ động ngay từ ban đầu ấy, thì không để cái thiết yếu thiếu cục bộ xảy ra thì cái giá nó cũng sẽ không bị đẩy. Một mặt thế mà hai là kiểm soát nghiêm cái việc mà niêm yết công khai giá cả của các cửa hàng kinh doanh để đảm bảo làm sao mà giữa cái công khai giá cả với cái mua bán thực tế của người dân với các cửa hàng không bị đẩy giá. Với sự chủ động của các ngành các cấp và sự chung tay của doanh nghiệp sẽ góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại trong mùa mưa lũ năm nay.
hàng hóa thiết yếu đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, phục vụ tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, an ninh quốc phòng. Người dân không phải sử dụng hàng kém chất lượng và bị nâng giá bán bất hợp lý. Thưa quý vị và các bạn, bằng tình yêu với nghề, với bệnh nhân, những năm qua các điều dưỡng tại Bệnh viện Phổi tỉnh đã nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy và không quản nhọc nhằn vất vả, gác lại những bộn bề khó khăn của cuộc sống, đồng hành sát cánh cùng bác sĩ để chữa bệnh cho bệnh nhân. Những cống hiến thầm lặng của các điều dưỡng đã góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Chị Nguyễn Thị Lan Phương có 19 năm làm trong ngành y thì có gần 15 năm làm điều dưỡng từ những ngày bệnh viện mới được thành lập. Bởi vậy mà chị được xem là một trong những người đặt nền móng và có thâm niên tại bệnh viện. Từng ấy năm làm việc tại Bệnh viện Phổi tỉnh, chị Phương đã chứng kiến và trực tiếp trải qua không ít những khó khăn vất vả của đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng nơi đây khi thiếu thốn trang thiết bị, nhân lực, vật lực, nhất là những năm tháng dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp. Trong cái quá trình mà tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh cũng như là chăm sóc người bệnh ấy, gặp rất nhiều khó khăn, tại vì là về bất đồng ngôn ngữ họ không hiểu, nên là cái việc tuân thủ cái chế độ chăm sóc cũng như là tuân thủ các cái nội quy quy định của bệnh viện, của khoa là rất là khó khăn, họ chưa tuân thủ tốt, thế nên là nó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cái chất lượng chăm sóc của bệnh viện. Cái thứ hai đó là cái bệnh lao là bệnh nhân mà phải điều trị rất là điều trị rất là dài ngày, nên là nhiều khi bệnh nhân nằm lâu thì bệnh nhân cũng rất là chán nản, nên là cũng dẫn đến cái việc mà không tuân thủ chế độ điều trị và chăm sóc. Thì cái đấy, trong cái quá trình đấy thì các bạn điều dưỡng phải nỗ lực rất là nhiều để làm sao mà động viên an ủi bệnh nhân để cùng phối hợp trong quá trình chăm sóc điều trị. Bên cạnh đó, đa số bệnh nhân là đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, chị Phương cùng với cán bộ y bác sĩ và đặc biệt là đội ngũ điều dưỡng còn nỗ lực kêu gọi từ các tấm lòng hảo tâm như câu lạc bộ Tuệ Tâm thành phố Lai Châu, công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood phát cơm, sữa và quyên góp thành lập tủ đồ từ thiện không đồng cho bệnh nhân. Các nhân viên và các bác sĩ phục vụ thì rất vui vẻ, hòa nhã với bệnh nhân. Ăn uống thì nói về ăn uống thì cũng đầy đủ, nhà cửa cũng sạch sẽ, rồi bà có tinh thần là giúp đỡ, là động viên bệnh nhân rất tốt. Thì tôi cũng xin cảm ơn nhà nước, đảng và nhà nước và các bác sĩ và các nhân viên. Trong quá trình công tác thì mình cũng luôn luôn cố gắng là học hỏi, trao dồi kinh nghiệm và từ các cái đồng nghiệp cũng như là các cái viện bạn để góp phần nâng cao cái chất lượng và cũng như là dịch vụ khám chữa bệnh để góp phần đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và để đưa cái bệnh viện ngày càng phát triển hơn. Hiện Bệnh viện Phổi tỉnh có 32 điều dưỡng. Những năm qua, đội ngũ điều dưỡng của bệnh viện luôn nỗ lực chủ động công việc thời gian để theo học các lớp tập huấn bồi dưỡng và vừa học vừa làm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác, chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Nhờ đó, đến nay, 100% điều dưỡng của bệnh viện đã có trình độ đại học. Các điều dưỡng đóng vai trò không thể thiếu trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Chính sự tận tâm phục vụ, những hy sinh thầm lặng của họ đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện. Tại Bệnh viện Phổi tỉnh Lai Châu thì hiện nay chúng tôi đang có 32 điều dưỡng trình độ đại học. Các đồng chí điều dưỡng thì đã được đào tạo cơ bản từ các trường y dược trong miền Bắc, thế và được tham gia tập huấn đào tạo liên tục, bổ sung kiến thức. Cho nên là trong quá trình chăm sóc người bệnh thì các đồng chí điều dưỡng của bệnh viện luôn tận tình hướng dẫn chăm sóc người bệnh, giải quyết mọi cái yêu cầu thắc mắc của người bệnh trong quá trình thời chăm sóc, không quản ngày đêm, phục vụ bệnh nhân với cái mục tiêu là nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. Mặc dù còn nhiều khó khăn vất vả, thế nhưng vì lòng yêu nghề, những điều dưỡng ở Bệnh viện Phổi tỉnh đã âm thầm hy sinh, gác lại những khó khăn, góp phần tạo nên thành công trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh và tạo nên sự tin yêu của nhân dân. Chiều ngày 13 tháng 8, Công an tỉnh đã tổ chức bế mạc giải bóng chuyền hơi truyền thống Công an tỉnh lần thứ 3 năm 2024.
Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi với 10 trận đấu hấp dẫn, an toàn, các vận động viên đã thể hiện được tinh thần thi đấu nhiệt tình, nỗ lực hết mình với kỹ thuật tốt, sức khỏe dẻo dai, cống hiến những pha bóng hay, tình huống đẹp, thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ, hội viên phụ nữ đến cổ vũ. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích và 4 giải phụ cho các đội thi đấu xuất sắc, trong đó giải nhất thuộc về đội tuyển xây dựng lực lượng 1. Cùng với các hoạt động văn hóa thể thao trong toàn lực lượng công an Lai Châu, giải bóng chuyền hơi truyền thống góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ công an, tăng cường mối đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, số người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn của toàn tỉnh là gần 3.100 người và trong nhiệm kỳ 2021-2026 là trên 2.500 người, trong đó hơn 81% đại biểu là người dân tộc thiểu số. Đa số đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đã phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, nâng cao trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, đồng thời thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ trước và sau kỳ họp, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri chuyển đến thường trực Hội đồng Nhân dân cung cấp, tổng hợp và gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, giúp các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nắm bắt và cơ bản giải quyết phần lớn nguyện vọng của cử tri. Trong tháng 7 năm 2024, các cơ quan chức năng của huyện Tân Uyên đã cấp mới, cấp đổi 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân, trong đó cấp mới 8 giấy, cấp đổi 2 giấy, đăng ký biến động đất đai cho 82 trường hợp, bao gồm 20 hồ sơ thay đổi địa chỉ, 7 hồ sơ đính chính, 8 hồ sơ tách thửa, 1 hồ sơ hợp thửa, 31 hồ sơ chuyển nhượng, 2 hồ sơ phân chia hợp nhất tài sản, 6 hồ sơ tặng cho, 5 hồ sơ thừa kế, 2 hồ sơ gia hạn sử dụng đất. Đăng ký giao dịch bảo đảm cho 75 lượt hồ sơ, chỉnh lý biến động 26 hồ sơ địa chính với 62 thửa đất với diện tích trên 35.300 m². Đã quyết định cho phép 8 hộ gia đình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở với diện tích trên 1.125 m², thu hồi 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 8 hộ gia đình cá nhân. Thời gian qua, với việc quan tâm kêu gọi thu hút đầu tư nhằm phát triển sâm Lai Châu mà diện tích sâm trong tỉnh ngày càng được mở rộng và phát triển mạnh. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có 61 hectare sâm được trồng tập trung tại các xã vùng cao huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Mường Tè và Tam Lược. Trong đó, diện tích được trồng dưới tán rừng gần 51 hectare, diện tích trồng trong nhà màng nhà lưới trên 7 hectare và diện tích trồng trong vườn hộ gia đình gần 3 hectare. Qua đánh giá bước đầu, khi cây sâm được trồng ở độ cao trên 1.700 m so với mực nước biển, dư địa phù hợp, nếu chăm sóc trong điều kiện tốt thì hoạt tính của cây sâm Lai Châu cao hơn. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiến hành điều tra đánh giá hiện trạng, đề xuất phương án quản lý bảo tồn cây sâm Lai Châu ngoài tự nhiên có phân bố trong rừng tự nhiên, xây dựng vùng bảo tồn, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về bảo tồn phát triển nguồn gen sâm Lai Châu và xác định vùng trồng thích hợp. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp các ngành và các huyện có điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, kêu gọi thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, khuyến khích nhân dân trồng và bảo vệ thương hiệu sâm Lai Châu để cây sâm phát triển một cách bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, với mục đích ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các loại án, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành kiểm sát, thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp trong tỉnh đã tích cực nghiên cứu triển khai thực hiện ứng dụng sơ đồ tư duy trong kiểm sát giải quyết các loại án, qua đó góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thời sự. Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc thi xây dựng và trình bày báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong giải quyết vụ án hình sự. Tham gia cuộc thi có 12 đội thi với 36 kiểm sát viên, kiểm tra viên. Cấp phòng có 4 đội thi, cấp huyện 8 đội thi, đại diện cho các đơn vị trong toàn ngành kiểm sát Lai Châu. Các đội trải qua 2 vòng thi. Trong vòng 1, ban tổ chức chuyển đề thi đến các đội thi. Các đội nghiên cứu tổng hợp xây dựng báo cáo bằng sơ đồ tư duy theo đề bài trong thời gian 240 phút. Vòng 2, đại diện mỗi đội thi trình bày báo cáo bằng sơ đồ tư duy và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Theo chúng tôi thì cái việc mà triển khai ứng dụng cái sơ đồ tư duy trong ngành kiểm sát thì nó có rất nhiều ý nghĩa. Qua cái cuộc thi này thì cũng là một cái cơ hội để cho cán bộ kiểm sát viên của đơn vị kiểm sát Mường Tè học hỏi cái kinh nghiệm xây dựng sơ đồ tư duy, kinh nghiệm áp dụng cái công nghệ thông tin trong cái giải quyết công việc.
thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp để quán triệt triển khai thực hiện công tác số hóa hồ sơ vụ án, xây dựng sơ đồ tư duy, báo cáo án hình sự, dân sự, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, tổ chức cuộc thi báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong giải quyết án hình sự, tạo điều kiện cho các kiểm sát viên trao đổi, học hỏi lẫn nhau, nâng cao kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, cải tiến phương pháp làm việc và tăng cường hiệu quả công tác kiểm sát. Thực tiễn thì cho thấy đó là việc báo cáo án vào từng giai đoạn tố tụng ấy, theo quy trình xây dựng hồ sơ kiểm sát bằng cái phương pháp truyền thống thì là chúng ta phải trích cứu hồ sơ, và là khi tìm thông tin và dữ liệu của vụ án thì kiểm sát viên đã phải tìm từng trang mục và mất rất nhiều thời gian và khó chủ động trong cái việc phân tích đánh giá của vụ án. Và báo cáo án bằng sơ đồ tư duy là một trong những giải pháp được Viện Kiểm sát tỉnh đã đưa vào để triển khai và ứng dụng hiệu quả trong công tác kiểm sát điều tra, trích cứu hồ sơ, báo cáo án truy tố, báo cáo án xét xử đối với các vụ án dân sự và hình sự. Và đây cũng là một cái cơ sở để kiểm sát viên là sau khi báo cáo bằng sơ đồ tư duy đã rút ngắn được cái thời gian hệ thống hóa toàn bộ thủ tục tố tụng và các tài liệu chứng cứ. Việc sử dụng sơ đồ tư duy trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, vụ án hình sự, kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự là một phương pháp khoa học và hiệu quả. Sơ đồ tư duy là công cụ đắc lực để kiểm sát viên nghiên cứu, tổng hợp và báo cáo đề xuất các vụ án. Cùng với đó bảo đảm cho hoạt động báo cáo án thêm phần thuyết phục cao. Sử dụng sơ đồ tư duy trong báo cáo giải quyết các vụ án. Sau tư duy thì đúng có một nghĩa là đầu vào là tư duy và đầu ra sẽ là những sản phẩm tư duy. Và chắc chắn là qua cái nội dung này thì chắc chắn là Viện Sát tỉnh Lai Châu chúng tôi cũng sẽ có cái thay đổi lớn về cái báo cáo giải quyết các vụ án và để cho cái hoạt động thực hành công tố và kiểm sát điều tra được toàn diện, triệt để và đúng quy định pháp luật hơn. Trong thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tiếp tục yêu cầu các đơn vị tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ, tăng cường báo cáo án bằng sơ đồ tư duy, qua đó nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, dân sự, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong toàn ngành. Thông tin đáng chú ý vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.